Vâng, xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nhá. Hôm nay thì em lên cho các bác nhanh một cái cặp loa này. Con này tiếc quá các bạn, đời cao. L7TX đây. Công suất 70W trở kháng 4 ohm. Đấy, đời rất là cao, cầu kẹp. Tiếc cái là về đây các bạn. Kiểu nó con này nó ở dưới các bạn, thế là mấy con loa nó đè lên, thế là đây là hơi bị xíu rồi. Đấy đây. Đấy. Con này của em là hàng rất là đẹp luôn. Nhưng mà thôi, bây giờ thì nó cũng bị một xíu ở đây như này thì về các bác lại phải ngồi mất công mình chấm lại cho em cái gì vào nhá, chấm chấm cho em thêm cái mùn cưa vào. Các bác lấy tí mùn cưa xong các bác lấy cái thước phẳng các bác để đây này, các bác để vào đây xong nhỏ 52 vào. Thế xong mình lấy lại cái sơn đen một tí là xong. Cho nó đẹp. Còn không chả cần được, hàng bãi chả cần được. Đấy. Thế thôi, con này em báo giá luôn nhá, cho nó nhanh. Con này thì em đang bán như con này của em hàng đẹp mà đặt về thì con này hàng đẹp đấy, thì giá con này là của nó là 1.650.000 cơ đấy, nhưng tuy nhiên thì hơi bị xíu thôi, để các bác con này là 1.290.000 đấy, tôi để có 1.280.000 nhá. Đấy, 1.280.000 cho con là 7TX đời cao này. Dòng này thì bát của nó là bát 13 các bác nhá, bát này màng chảo đấy, gân xếp ép chép đom. Con này nói thật sự các bác, để mà nói về chất âm thì ít con có thể ngang cơ với con này được, bởi vì tép của nó là dòng chép gom, nó sáng lắm. Bát của nó thì tiếng nó ấm, nghe nó phê lắm. Ấm bởi vì nó thiết kế theo kiểu giống đời 9, đó là trong hơi phía dưới thì nó có cái độ trầm. Đấy, nó có cái độ trầm nghe nó hay lắm. Tức là nó không kiểu đánh mạnh như con trầm, nhưng nó cái bát của nó lên nó kiểu cảm giác nó có một chút trầm, nó ấm ấy các bác, nghe nó có trầm nên nó ấm lắm. Đấy, thế tại vì sao mà hàng này gọi là hàng hot là như vậy? Để mà đấy là về chất âm nhé, còn về độ bền thì các bác yên tâm đi, những con tép này đấy quá bền luôn, mà nó là dòng tép mối khế này, cay tiếc khó chạm vào được cái bên trong của nó. Bát cũng vậy, màng này nó là màng kiểu chống dạn cộng thêm gân của nó gân vải, nó siêu bền luôn đấy, trừ trừ khi thì các bác đưa vào âm đi, gọi là âm đi quá to hay là đưa vào đẩy mở nó bắt mạnh tay thì nó mới nguy hại được, chứ còn để mà sử dụng ở trên các cái bộ dàn tầm bình thường thì em nghĩ chắc dùng cháo rồi nó không? Bởi vì nó mục làm sao được, các cái màng này thì khó mà mục được rồi. Mục thì chắc em nghĩ phải tầm khoảng 3-45, 65 nó chả mục. Đấy, gân là gân vải này, dép này. Rồi, đấy thì về đấy là về 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 cái hình thức cũng như là về cái chất liệu của nó, còn về kích thước em sẽ đo luôn nhé. Về kích thước thì đây, bát em đã nói rồi nha, bát 13 này. Chiều cao của nó là 28.5 này, chiều rộng là 16 này, chiều sâu là 24. Đấy, con này không hơi căng. Đấy, không hơi căng em bán xả luôn cho bác là 1.280.000. Bác nào chốt alo cho em nhé, để em test bàn giao cho nhé, test bàn giao cho các bác đảm bảo ba test lên ok. Vâng, xin chào các bác.